Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự hôm nay, chúng tôi đến với một chủ đề về cái mối quan hệ, hay nói đúng ra là một sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc trên tất cả các cái lĩnh vực, đặc biệt là cái vấn đề lĩnh vực chính trị. Thưa quý vị, lâu nay, người Việt Nam có một cái thái độ không thân thiện với nhà nước Trung Quốc với một lý do, đó là Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách gây hấn, bành trướng và có ý đồ thôn tính Việt Nam. Đó là một cái điều mà được thể hiện qua một cái cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố ngày 14 tháng 7 năm 2020 cho biết có hơn 60% những người ở Việt Nam được hỏi và họ đã cho biết họ hết sức lo ngại về cái việc Trung Quốc có những thái độ thù địch cũng như không giấu giếm những cái hành động muốn cưỡng chiếm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Và điều đó nó cũng tương tự như khi con số khảo sát ở Philippines thì sấp xỉ, tức là ở cái mức 56%, mà đa phần những người được cái hãng thăm dò dư luận Pew phỏng vấn đã có chung một cái nhận định, đó là họ có cảm giác thậm chí làm cái sự ác cảm đối với người Trung Quốc. Vì những năm gần đây, người Trung Quốc qua Việt Nam làm việc thì những người Trung Quốc này họ có một cái thái độ rất kỳ cục, cho nên đó là lý do vì sao người Việt Nam hiện nay không thích người Trung Quốc. Hiện nay, cái quan hệ của người Việt Nam và người Trung Quốc, ở đây thưa quý vị chúng tôi phải nhấn mạnh, đó là cái quan hệ giữa người Việt Nam với người Trung Quốc ngày càng đi xuống, thậm chí theo hãng Pew cho rằng nó đã xuống tới mức rất thấp. Trước đó thì người Việt Nam không đến nỗi kỳ thị với người Trung Quốc, nhưng vài năm gần đây thì các vấn đề từ thực phẩm đến cái nguy cơ bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt trên Biển Đông, đã khiến cho đa phần người Việt Nam vừa sợ vừa kỳ thị Trung Quốc. Trong khi đó, thưa quý vị, cái thái độ của ban lãnh đạo Hà Nội thì luôn luôn thần phục Trung Quốc, thậm chí là sợ sệt, không dám phản ứng. Có một điều rõ ràng, thưa quý vị, đó là lâu nay khi nói đến cái việc chống diễn biến hòa bình thì chúng ta thường chỉ nhìn về phía Tây, tức là các nước phương Tây cũng như Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta ít quan tâm tới một cái thế lực thù địch quan trọng nhất ở phương Bắc. Đó là lý do vì sao giới quan sát đã đánh giá và cho rằng đó là một cái sự chệch hướng rất tai hại. Nó là một sự mất cảnh giác nghiêm trọng. Thậm chí đó là một cái sự mất cảnh giác mang tính chiến lược của Việt Nam. Mà theo họ, trước hết cần phải vạch ra cho cụ thể, cho dứt khoát trong các cái thế lực thù địch hiện nay thì thế lực nào nó là nguy hiểm nhất. Thì một cái câu hỏi mà cái giới phân tích phương Tây nhắc người Việt Nam chúng ta, đó là câu trả lời nó đã rõ như ban ngày, đó là thế lực bành trướng hiện đại trong cái giới cầm quyền Bắc Kinh hiện nay, chứ không phải là những thế lực từ phương Tây hay là cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thưa quý vị, đặc biệt trong cái giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư thì rõ ràng như quý vị đã thấy, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên cựu đại sứ nước Việt Nam tại Trung Quốc, nay đã qua đời, đã khẳng định với sự tiếp tay của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội, họ đã để cho Trung Quốc nghiễm nhiên đứng trên nóc nhà Đông Dương với một cái vị trí chiến lược trọng yếu của Việt Nam qua cái kế hoạch khai thác bauxit. Rồi chưa hết, họ còn cho Trung Quốc thuê những cái rừng đầu nguồn trong 50 năm. Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh, họ đã tự ý bày ra một cái đường lưỡi bò trên biển để chiếm đoạt trọn Biển Đông của Việt Nam. Không chỉ dừng lại đó, mà giới lãnh đạo Bắc Kinh còn ra lệnh cho lực lượng hải quân Trung Quốc cấm Việt Nam đánh cá. Thậm chí họ bắn giết, bắt giữ, phạt tiền ngư dân Việt Nam. Đó là chưa kể đến cái tội ác của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Họ xây đập trên thượng nguồn sông Mekong,
Và một cái điều quý vị đã thấy, nó đã tác động một cách nghiêm trọng tới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chưa hết, thưa quý vị, Trung Quốc còn đưa hàng vạn người vào làm việc và sinh sống bất hợp pháp tại Việt Nam, song nhà cầm quyền Việt Nam lại cố tình làm ngơ để cho họ làm những điều như vậy. Và với một cái số lượng hàng vạn người Trung Quốc cư trú ở trên đất Việt Nam hiện nay, thì rõ ràng cộng với những cái điều chúng tôi vừa trình bày với quý vị, thì Việt Nam đã bị Trung Quốc o ép từ mọi phía chưa đủ, mà còn có sự tiếp tay của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội. Đặc biệt mới đây, như quý vị đã biết, vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong một cái báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước 2016-2021 đọc trước Quốc hội, thì bản thân ông Trọng đã nói công khai rằng có những việc không thể nói công khai, nhưng có những cái thời điểm, có những sự cố xảy ra trên Biển Đông, xử lý thế nào, phía Tây chúng ta thế nào, phía Tây Nam thế nào, quan hệ với nước bạn thế nào. Còn những cái xử lý phải nói thật, rất thật với các bạn, các đồng chí là hết sức tế nhị, hết sức khôn khéo, nhưng cả hệ thống chúng ta đã làm rất tốt. Thưa quý vị, đó chính là lý do vì sao mà cái phát biểu của ông Trọng ngày 24 tháng 3 tại Quốc hội đã gây một cái sự phản ứng dữ dội của đông đảo quần chúng nhân dân ở Việt Nam. Để ta hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, vậy chữ tế nhị ở đây là cái gì? Hay là nó là một điều bộc lộ một cái thái độ ươn hèn của một người đứng đầu đảng và nhà nước? Họ không giấu giếm một cái ý thức họ sẵn sàng bán rẻ chủ quyền quốc gia cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước để họ bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, phe nhóm cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Và rõ ràng, như thưa quý vị đã thấy, đó là một điều mà tiền nhân của Việt Nam kể cả trong cái giai đoạn lịch sử cận đại. Dưới cái thời của đệ nhất Cộng hòa, ông Ngô Đình Nhu hay Ngô Đình Diệm đã lường trước được cái mối nguy hại của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với cái sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh chính trị của Việt Nam. Mà một điều chúng tôi khẳng định với quý vị, từ trước đến nay hầu như không có những cái bậc tiền nhân của Việt Nam có một cái thái độ ươn hèn, thậm chí là đê hèn như vậy. Và đó chính là lý do vì sao ngày nay người ta đã gọi ông Nguyễn Phú Trọng là những kẻ Trần Ních Tắc, Lê Chiêu Thống của thời đại mới. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Hay là một cái vấn đề rộng nhất chúng ta cần phải quan tâm, đó là Việt Nam trong chiến lược bành trướng của Trung Quốc như thế nào? Và lý do tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội luôn luôn phải tỏ ra thân phục Trung Quốc và muốn thoát khỏi Trung Quốc, thì chúng ta phải làm những điều gì? Đó là nội dung mà trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị. Thưa quý vị, Việt Nam có những cái điều kiện địa chính trị hết sức quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, và đặc biệt Việt Nam có một cái vị trí nằm tiếp giáp với Trung Quốc. Mà Trung Quốc vốn dĩ là một quốc gia láng giềng không mấy tốt đẹp. Người ta luôn luôn có chính sách bành trướng đối với tất cả các quốc gia có chung đường biên giới, không phải chỉ riêng Việt Nam, mà Việt Nam chịu những sự khủng hoảng sâu sắc nhất bởi ban lãnh đạo Hà Nội và ban lãnh đạo Bắc Kinh chung một ý thức hệ. Và ban lãnh đạo Hà Nội luôn luôn tỏ rõ quan điểm trung thành với Bắc Kinh, và họ hiểu rằng họ chỉ tồn tại nếu dựa vào Bắc Kinh. Đó là lý do, thưa quý vị, Việt Nam không thể tách rời được Trung Quốc. Nếu quý vị nào mà chưa xem, có thể xem một cái bài nói chuyện cách đây chừng 2 tháng. Chúng tôi đã nói đến cái vấn đề vì sao không chỉ cái chế độ Cộng sản hiện nay, mà cha ông ta từ ngày xưa đến nay, kể cả trong cái giai đoạn lịch sử cận đại hiện nay, là hoàn toàn phụ thuộc vào khu vực Trung Quốc trong cái vấn đề chính trị. Kể cả trong lịch sử có một số triều đại trong một cái giai đoạn ngắn có chống trả Trung Quốc, nhưng sau đó cũng lại phải hòa hiếu để cống nộp. Kể cả việc phong thiên tử cho vua của Việt Nam cũng phải được Trung Quốc, các vua Trung Quốc
phong vương cho thì mới có giá trị. Đó là những cái vấn đề mà nó liên quan đến cái vấn đề nhiều người đặt ra một cái vấn đề cần phải thoát chung. Tại vì người ta nói phải thoát chung thì mới thoát được cộng sản. Thế nhưng vấn đề bây giờ chúng ta nói với nhau, thoát chung là thoát cái gì? Nhiều người cứ nói là thoát chung tức là chấm dứt quan hệ rồi dựa vào Mỹ để tiến hành những chuyện khác. Và người ta cứ dẫn các cái dẫn chứng như là Đài Loan, Hàn Quốc hay là Nhật Bản dựa hẳn vào Mỹ để rồi là đứng ra đối chọi với Trung Quốc. Thế nhưng thưa quý vị, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, cái vị trí địa chính trị nó không giống như của Việt Nam. Việt Nam có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng, đặc biệt là án ngũ một cái mặt tiền của Biển Đông với cái chiều dài bờ biển gần 3.000 cây số thì quý vị biết nó quan trọng đến cỡ nào. Nhưng nó cũng khắc nghiệt cho Việt Nam, đó là trung đường biên giới, là cái điều mà Đài Loan, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc không vấp phải. Mà như nhiều lần chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, nếu trong cái quan hệ xử sự với Trung Quốc mà không khéo thì lập tức nếu Trung Quốc thành lập một chính phủ lưu vong và không cần tổ chức các cái lực lượng chống phá trong quốc nội, chỉ cần họ sử dụng kích động các sắc tộc thiểu số dọc theo biên giới Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào để tạo phỉ, đó là một cái vấn đề Việt Nam đã mệt mỏi rồi. Đó là chưa kể đến cái lực lượng này có thể luồn sâu vào trong nội địa của Việt Nam tiến hành đánh bom ở các khu vực trong các trung tâm kinh tế. Đó là một cái chuyện thưa quý vị, trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc là cực kỳ phức tạp. Nhưng mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào Trung Quốc đến cái mức như ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay, đặc biệt là dưới triều đại của ông Nguyễn Phú Trọng trong 10 năm qua thì hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta phải thừa nhận một cái lịch sử thưa quý vị, đó là Việt Nam từ trước đến nay, các chính trị gia Việt Nam, đặc biệt là trong cái giai đoạn cận đại, luôn luôn sử dụng Trung Quốc như một địa bàn, cũng như một cái thế lực chính trị chính để tiến hành các cái cuộc đấu tranh được cho là giành độc lập dân tộc. Thì quý vị thấy rồi, các cái tổ chức như của Quốc dân đảng hay các cái tổ chức Việt Quốc, Việt Cách trước đây của các cái người yêu nước hoàn toàn là hoạt động từ Trung Quốc, sử dụng tài trợ của Trung Quốc và dựa trên nền tảng lý thuyết của Trung Quốc. Đó là tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn. Mà quý vị đã biết rồi, tôi xin nhắc lại cho một số quý vị mới chưa theo dõi chương trình KTV để biết. Dưới cái tiêu đề Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ba cái cụm từ độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó chính là thể hiện trong cái chủ nghĩa tam dân của ông Tôn Trung Sơn, chứ chả phải là các nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ ra được cái điều đó. Quý vị cần phải hiểu như vậy để thấy rõ cái việc mà Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nó là một cái vấn đề không phải chỉ của lịch sử, mà nó còn là cái vấn đề gần như là ép buộc. Tuy nhiên thưa quý vị, là có những cái chính trị gia Việt Nam có cái tầm nhìn rất rõ. Ví dụ như ông Ngô Đình Nhu, thì quý vị biết rồi, ông Ngô Đình Nhu sau cái phát biểu của Mao Trạch Đông đối với lại các Hoa Kiều, tức là Mao Trạch Đông nhấn mạnh vai trò của Hoa Kiều sẽ là một cái lực lượng quan trọng trong việc giành lại các phần lãnh thổ của Trung Quốc ở hải ngoại. Đó là một cái chính sách của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thế thì ông Ngô Đình Nhu cái thời đó, thưa quý vị, đã nói một cái câu mà tôi ngẫm và tôi thấy rất đúng. Tôi xin giới thiệu với quý vị. Theo Ngô Đình Nhu cho rằng sở dĩ tới ngày nay sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình. Cũng phải xin nói với quý vị, ông Ngô Đình Nhu phát biểu điều này vào tháng 6 năm 1963. Thì ông Nhu nói như thế này: sở dĩ tới ngày nay sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và đặc biệt là sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của phương Tây,
Nó là một trợ lực vừa là chính trị vừa là quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự trung cộng thôn tính Việt Nam chỉ còn là một vấn đề thời gian. Và ông Ngu còn nói thêm cho biết rằng trong hoàn cảnh hiện nay, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm cho một lối thoát của các nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt khi họ có một ý thức hệ chung với lại Trung Cộng, nhưng họ cũng ý thức được nguy cơ họ đang tạo ra cho dân tộc. Ngày nào Cộng sản miền Bắc vẫn tiếp tục thực hiện ý định xâm chiếm miền Nam thì họ còn vẫn phải phụ thuộc chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng thay vì chính sách sống chung với hòa bình của Nga Xô. Và đoạn kết thì ông Ngô Đình Nhu có nói như thế này: vì vậy cho nên sự mất còn của miền Nam ngày nay lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do, độc lập và sự phát triển cho miền Nam, để duy trì lối thoát cho miền Bắc, cũng như để cứu nguy cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị một lần nữa của Trung Cộng. Đó, quý vị thấy, những cái điều mà Ngô Đình Nhu tiên đoán từ tháng 6 năm 1963 đến nay thì quý vị thấy rồi. Nếu miền Nam mất là miền Bắc, rồi cả cái giải đất chữ S này sẽ rơi vào tay Trung Cộng. Và trong 10 năm gần đây thì quý vị thấy những cái thái độ hèn hạ của nhà cầm quyền Hà Nội, đặc biệt là kẻ đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà ai chưa xem thì xem lại cái clip chúng tôi nói vào tối thứ Năm vừa qua, là cái vấn đề mà Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục Năm của Bộ Công an, đã trình cho quý vị thấy 13 tội trạng của Nguyễn Phú Trọng trong cái thái độ quỳ mọp đối với lại nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thế thì nhiều người chúng ta vẫn cứ cho rằng Việt Nam vì nợ Trung Quốc nhiều quá, đặc biệt là các khí tài vật lực, quân trang, quân dụng trong cái cuộc chiến tranh mà họ gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vì thế người Việt Nam phải mang nợ Trung Quốc và phải hèn với Trung Quốc là một cái điều tất yếu. Nhưng thưa quý vị, suy nghĩ đó là những suy nghĩ sai lầm, không phải như thế. Đồng ý là chính quyền Hà Nội, cụ thể là chính quyền Bắc Việt, có nhận quân trang, quân dụng, vũ khí, rồi tất cả, kể cả cái việc hình thành Đảng Cộng sản Đông Dương, mà nó cũng sinh ra ở cái nồi đất nước Trung Quốc, thì quý vị biết rồi. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại sân vận động của cái thành phố Cửu Long, Hồng Kông, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng, thành lập và ra đời tại đất Hồng Kông. Rồi sau này tất cả những cái hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cái giai đoạn 1938 đến 1944, là hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Hoa Dân Quốc. Và quý vị biết ông Hồ Chí Minh từng là thiếu tá bát lộ quân với cái tên là Hồ Quang. Cái điều đó thì thưa quý vị không thể chối cãi được. Quý vị vào Wikipedia, quý vị đánh cái chữ Hồ Chí Minh, còn ảnh chụp. Chứ còn có nhiều người lại nghĩ rằng là người ta đưa một thiếu tá tên là Hồ Quang rồi cháo vào ông Hồ Chí Minh, không phải. Đấy là cái sự suy nghĩ sai. Mà tôi xin cải chính với quý vị được rõ, ông Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn ở Trung Quốc có tham gia quân đội Bát Lộ Quân, tức là tiền thân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc hiện nay, với quân hàm thiếu tá, thì làm sao mà không phụ thuộc. Hơn nữa là cho đến cái giai đoạn hiện nay, tất cả các lãnh đạo cao cấp, những cái cán bộ được coi là cán bộ nguồn dự trữ chiến lược đều được đào tạo từ Trung Quốc. Đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc năm tháng Giêng năm 2017, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức ký 15 văn bản hiệp định với Trung Quốc liên quan bao trùm tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, gần như là ngả hẳn vào Trung Quốc, mà cái điều ít người biết. Thế nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi xin khẳng định những tài liệu chúng tôi nói dưới đây là những tài liệu của nhà xuất bản Sự Thật ban hành năm 1978 dưới thời ông Lê Duẩn,
Lúc đó là ban lãnh đạo Hà Nội tỏ rõ thái độ thân Liên Xô và chống Trung Quốc, nên người ta đã liệt kê tất cả, người ta kể tội Trung Quốc, và người ta khẳng định Trung Quốc nợ Việt Nam. Cụ thể như sao thưa quý vị? Người ta cho rằng hơn 45 năm kể từ ngày Việt Nam thống nhất 30 tháng 4 năm 1975 và 41 năm kể từ ngày Trung Quốc tổ chức cái chiến tranh biên giới, khi người ta đưa 60 vạn quân tấn công sang Việt Nam. Vậy mà rất nhiều người đến bây giờ vẫn cứ tâm niệm là Việt Nam mang ơn Trung Quốc, mà người ta cho rằng đây là một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Vì người ta nói rằng Việt Nam không nợ Trung Quốc, mà ngược lại Trung Quốc nợ Việt Nam. Và Trung Quốc luôn luôn lợi dụng cái điều mà chúng ta hiểu nhầm là Việt Nam nợ Trung Quốc để kể công và tố cáo Việt Nam là những kẻ phản chủ. Nhưng mà nếu chúng ta tính sổ với Trung Quốc những cái chúng ta mất cho Trung Quốc, thì Trung Quốc còn nợ chúng ta rất nhiều. Đó là vấn đề thứ nhất trong các cuộc kháng chiến gọi là chống Pháp và chống Mỹ. Thì người Việt Nam đã hy sinh xương máu hàng triệu người, không chỉ phục vụ cho cái công cuộc giành độc lập cho Việt Nam, mà nó còn một Việt Nam bị biến trở thành một cái bức tường phòng thủ cho Trung Quốc trước khi sự đe dọa mà người ta gọi là áp lực của thế giới tự do. Mà thực ra lúc đó cái làn sóng đỏ từ Trung Quốc lục địa đang tràn xuống các quốc gia Đông Nam Á. Đó là lý do vì sao khối thế giới tự do đã phải sử dụng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chặn cái làn sóng đỏ từ Bắc Việt tràn xuống. Và cái tội lỗi ở đây cũng có một phần là do những người Cộng sản Hà Nội, Cộng sản Bắc Việt đã tiếp tay cho Trung Quốc trong cái việc đẩy mạnh cái người ta gọi là phát triển cái chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia Đông Nam Á. Do vậy thưa quý vị, miền Bắc đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu, và những cái vũ khí mà Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam cũng chỉ phục vụ cho cái mưu đồ lợi ích của họ thôi. Và người ta khẳng định thời Mao Trạch Đông bắt buộc phải giúp Việt Nam, chứ không phải là người ta có thiện chí, thiện tình giúp đỡ Việt Nam gọi là để chống Pháp chống Mỹ, không phải. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cả hai miền, miền Nam và miền Bắc, rất nguy hiểm là lẽ ra họ có thể ngồi nói chuyện với nhau để tránh trở thành, biến Việt Nam thành một cái địa bàn đối đầu giữa hai thế lực cộng sản và thế giới tự do. Quý vị biết không, cái giai đoạn chiến tranh lạnh, tức là thế giới phân làm hai cực, mà cái những cái kẻ cầm đầu khối cộng sản đó là Nga Xô và Trung Cộng, còn đứng đầu cái khối gọi là thế giới tự do thì sau người Pháp là chuyển giao lại cho người Mỹ. Và người Việt chúng ta máu đỏ da vàng, nồi da sáo thịt, cũng vì cả hai bên không thống nhất và không nhìn thấy rõ ràng là dân tộc Việt Nam đã bị hai thế lực chính trị hàng đầu thế giới lợi dụng rồi lăn xả vào chém giết nhau. Mà đến bây giờ phía miền Bắc vẫn tự hào với cái chiến công đó mà người ta không hối hận. Phía Việt Nam thì không nói, à miền Nam thì không nói. Miền Nam thì đến bây giờ những cái người của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, người ta vẫn cứ nói lý do là do Mỹ không viện trợ nên người ta đánh thua. Nhưng mà tôi nói cái, ngay cái trong cái cuộc chiến Nam Bắc thì người Việt Nam Cộng Hòa đã không có chính nghĩa. Một cái hệ quả chúng ta phải thừa nhận với nhau, cái quân đội của Việt Nam Cộng Hòa là xây dựng trên nền tảng của quân đội Pháp trước đây, rồi sau đó là chuyển giao dưới cái thời mà ông Diệm, rồi lúc đó người Mỹ vào miền Nam. Đó là lý do vì sao mà ở miền Nam, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, có một cái lực lượng không nhỏ, đó là những kẻ người ta gọi là ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Ban ngày thì buôn bán, làm việc, ban đêm là ra đảo quốc lộ, đặt mình. Và với cái chiến tranh nhân dân của những người Cộng sản Bắc Việt thì chắc chắn Việt Nam Cộng Hòa thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ai cũng biết, chỉ có mỗi những cái tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa thì không hiểu được điều đó. Lẽ ra người ta hiểu thì người ta phải có một chiến lược khác.
không phải là chiến lược phụ thuộc hoàn toàn vào cái sử dụng vũ khí cũng như viện trợ của quân đội Mỹ. Và đến khi là cái nguồn tài trợ này bị chấm dứt thì lập tức họ bị tê liệt và thất bại. Và người ta cho rằng giá trị vũ khí, lương thực, khí tài, tất cả mà Trung Cộng viện trợ cho Bắc Việt thì vài chục tỷ đô la. Thì cái số tiền đó có thể cho là đến vài trăm tỷ đô la nhân dân tệ đi chăng nữa thì không thể đổi được với xương máu của hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc. Mà cái lợi ích ở đây, lợi ích hàng đầu đó là quyền lực chính trị mà những người cộng sản miền Bắc đã giành được. Nhưng mà một cái vấn đề an toàn, an ninh cho Trung Cộng thì họ cũng được nhiều hơn. Vấn đề thứ hai, thưa quý vị, trước đây thì Nga Xô mới là kẻ thù số 1 của Mỹ, chứ không phải như hiện nay. Nga Xô đã ăn trúng bả của Mỹ mà sụp đổ. Nhưng mà Việt Nam từ xưa đến nay dại dột trở thành một người lính xung kích của Trung Cộng. Mà nói với quý vị rồi, đổ máu xương như thế thì những cái sự viện trợ của Trung Quốc không là một cái gì. Thử hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh bây giờ Việt Nam trả lại với cái số tiền người ta viện trợ thì người ta có chịu đổ xương đổ máu của 3-4 triệu người nằm xuống hay không? Trung Quốc nó đến hơn 1 tỷ dân. Cái chuyện đó đối với người ta không khó, nhưng đối với những người mà nhân văn thì một người nằm xuống, một giọt máu của người Việt Nam cũng có giá trị. Một vấn đề nữa, thưa quý vị, không chỉ Việt Nam làm cái nhiệm vụ chống lại sự tấn công của thế giới tự do, mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả cái sự viện trợ đó, đó là những viên đạn bọc đường mà Mao Trạch Đông cũng như giới lãnh đạo ở Bắc Kinh chủ trương là sẽ thôn tính để thống trị Việt Nam. Mà quý vị biết rồi, cái hiệp định Geneva năm 1954, lúc ban đầu Việt Nam đã, Pháp đã thỏa thuận là vĩ tuyến không phải là vĩ tuyến 17 mà là vĩ tuyến 13, tức là ở Nam tỉnh Phú Yên. Vậy mà Trung Quốc đã ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải lùi lại từ vĩ tuyến 13 lên vĩ tuyến 17, đó là vị trí cầu Hiền Lương. Thế thì trong chiến tranh mà gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ cũng vậy, Trung Quốc nhiều lần ép Việt Nam không được nhận trợ viện trợ của Liên Xô. Thì quý vị thấy cuối cùng là Việt Nam chỉ nhận viện trợ từ Liên Xô là những cái vũ khí nặng, thậm chí xe tăng cũng nhập xe tăng của Trung Quốc, tức là dưới cái danh nghĩa người ta viện trợ. Nhưng mà đằng sau những cái con bài viện trợ của cái anh Liên Xô khi ấy thì còn là chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhưng mà với cái ông Trung Quốc này thì hoàn toàn không có cái ý nghĩa đó, mà đó là cái sự bành trướng của người Hoa xuống khu vực Đông Nam Á, mà Việt Nam là một tên lính xung kích. Đó là lý do mà vì sao Mao Trạch Đông đã nhiều lần gửi thông điệp cho Hoa Kỳ, và đỉnh cao của nó là cái thỏa thuận Bắc Kinh năm 1972 giữa sự hòa hoãn giữa Trung Quốc và Mỹ, và đã bắn đứng Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị thấy liệu cái sự thất bại của những người Việt Nam Cộng Hòa thì người Trung Quốc có trả nợ được không? Đó là chưa nói đến chuyện là sau cái hiệp nghị Geneva năm 1954 thì lúc đó Trung Quốc đã tiến chiếm hàng loạt các cái đảo trên Biển Đông, như là các đảo Đông Hoàng Sa, lúc đó Đài Loan của Tưởng Giới Thạch thì chiếm đảo Ba Bình. Rồi sau này nhân lúc Việt Nam còn bị lôi vào trong cái cuộc chiến tương tàn Nam Bắc, rồi là nó làm luôn cái đảo Hoàng Sa năm 1974 luôn. Thì quý vị thấy những cái đó thì nếu mà mang ra đổi với những cái viện trợ của Trung Quốc thì ai thiệt thòi hơn? Đó là chưa kể đến những cái chuyện Trung Quốc đã lấn biên giới của Việt Nam. Thì quý vị thấy rồi, họ sử dụng công nhân và binh lính đổ đập bê tông ngang nhánh sông Thác Bản Dốc, và họ đòi chiếm cái đảo Pò Thọ, rồi cột mốc biên giới số 53 từ bên kia sông vào quá nửa lòng sông, để rồi ải Nam Quan, một nửa Thác Bản Dốc và nhiều vùng lãnh thổ nữa của Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc.
những cái phần lãnh thổ chúng ta mất cho Trung Quốc như vậy, đổi thành tiền thì liệu ai nợ ai? Đó là những cái điều mà người ta khẳng định, nhiều cái suy nghĩ của nhiều người cứ luôn luôn tâm niệm cho rằng Cộng sản Bắc Việt nợ Trung Quốc nên phải quỳ mọp và cúi đầu trước họ. Đó là những suy nghĩ tôi cho là không chính xác. Vì chúng ta đang ngồi tính sổ với Trung Quốc thì chúng ta phải nói hết. Rồi thưa quý vị, cái việc thác Bản Dốc rồi Ải Nam Quan mất vào cho Trung Quốc theo những cái hiệp định đã ký kết thì nó có nhiều cái vấn đề liên quan, chứ không phải hoàn toàn cái việc dâng đảo, dâng biển rồi dâng đất cho Trung Quốc. Vì quý vị phải ngược dòng lịch sử, phải hiểu trong cái hiệp định Pháp Thanh cũng vậy, người Pháp cũng đã từng cắt đất của Việt Nam đổi cho Trung Quốc, cũng như người Pháp đã từng cắt đất của Lào để lại giao cho Việt Nam, vân vân và vân vân. Nó là vấn đề lịch sử chúng ta không nhắc lại. Nhưng mà có cái hiện tượng, đó là cái cuộc chiến ở núi đất Hà Giang năm 1984. Thì chúng tôi đã từng có bài nói về những sự thiệt hại của Việt Nam đối với cái mặt trận Hà Giang, thì quý vị biết rồi. Rồi sau đó núi đất của Việt Nam đã trở thành của Trung Quốc, và bây giờ còn hàng nghìn xác của bộ đội Việt Nam vẫn nằm ở bên đất Trung Quốc mà vẫn chưa lấy được về Việt Nam cho thân nhân gia đình của họ. Rồi năm 1988 Trung Quốc đánh một loạt các cái bãi ngầm đảo đá như Gạc Ma, Tư Nghĩa, Su Bi, Chữ Thập, Châu Viên, Gang Ven, vân vân và vân vân, cướp trắng của Việt Nam luôn. Những cái đảo, các cái bãi đá, các cái bãi san hô ấy bây giờ tính ra tiền thì là bao nhiêu, ai nợ ai? Đó là chưa kể đến Trung Quốc đã sử dụng Campuchia như một tên lính xung kích để tấn công Việt Nam, gây ra các cái vụ thảm sát ở các tỉnh biên giới từ năm 1977 đến năm 1979. Và cuối cùng Việt Nam là phải tự vệ và tấn công giải phóng Campuchia luôn. Đó là chúng tôi sơ lược với quý vị để thấy rằng Việt Nam không nợ Trung Quốc đâu, mà Trung Quốc còn nợ với Việt Nam rất nhiều. Đó, cái quan trọng nhất đó là họ nợ máu của người Việt Nam. Thế thì thưa quý vị, trong một cái tài liệu mang tên là Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc của nhà xuất bản Sự Thật, phát hành năm 1978 dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, lúc mà Việt Nam với Trung Cộng có những cái căng thẳng rồi leo thang lên trở thành một cuộc chiến biên giới mà chúng ta biết dưới cái tên là cuộc chiến biên giới năm 1979. Nói đúng thì là cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979. Và cái cuộc chiến tranh này Trung Quốc đã điều động một cái binh lực tới 60 vạn quân tiến đánh ồ ạt vào Việt Nam. Và lúc đầu thì Đặng Tiểu Bình nghĩ rằng là buổi sáng là ăn cơm ở Hà Nội và buổi tối là ăn cơm ở Sài Gòn, ăn phở ở Sài Gòn. Nhưng mà đâu có thế. Thế thì trong cái tài liệu Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc thì thời đó nhà xuất bản Sự Thật đánh giá như thế này: những hành động thù địch công khai của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với Việt Nam mà đỉnh cao là cuộc chiến tranh xâm lược của họ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đã làm cho dư luận thế giới ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam. Sự thay đổi đó không phải là một điều bất ngờ mà là một sự phát triển logic của chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của những người lãnh đạo Trung Quốc trong 30 năm qua. Trên thế giới chưa có một người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Từ chỗ họ coi Liên Xô là đồng minh lớn nhất, họ đã đi chỗ coi Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất. Từ chỗ họ coi đế quốc Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất mà bản chất không bao giờ thay đổi, thì bất ngờ họ đi đến chỗ coi đế quốc Mỹ là đồng minh tin cậy, cấu kết với đế quốc Mỹ và trắng trợn tuyên bố Trung Quốc là NATO của phương Đông. Thưa quý vị, đây là tôi đọc nguyên văn cái tài liệu của nhà xuất bản Sự Thật. Do đó là vẫn còn những cái từ ngữ như đế quốc Mỹ rồi là Trung Quốc cái gì vân vân và vân vân. Thì phải nói với quý vị trước,
chứ không lại bảo ông Việt Thanh ông lại gọi Mỹ là đế quốc Mỹ hay gì đó. Đó, đây là những cái tài liệu lịch sử thì mình nói với nhau cho nó sòng phẳng. Từ chỗ họ coi phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin là bão táp cách mạng trực tiếp đánh vào chủ nghĩa đế quốc và rốt cuộc sự nghiệp cách mạng của toàn bộ giai cấp vô sản quốc tế sẽ tùy thuộc vào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ở khu vực này. Đấy, thưa quý vị, cái thời Lê Duẩn là kể tội Trung Quốc như vậy, tức là phản bội, biến bạn thành thù, biến thù thành bạn, vân vân và vân vân. Và người ta cho rằng cùng với sự lật ngược chính sách liên minh của Trung Quốc trên thế giới là những cuộc thanh trừng tàn bạo, đẫm máu ở trong nước, đàn áp những người chống đối, làm đảo lộn nhiều lần vai trò của những người trong giới cầm quyền. Cái đoạn này quý vị có thấy giống Việt Nam cũng thanh trừng tàn bạo, đẫm máu ở trong giới lãnh đạo, rồi là đàn áp những người chống đối, rồi làm đảo lộn nhiều lần vai trò của những người trong giới cầm quyền. Đó, những cái điều mà năm 1978 ông Lê Duẩn ông phản đối Trung Quốc mà bây giờ nó lại đang diễn ra tại đất nước chúng ta luôn. Đó là những cái mà chúng ta cứ luôn luôn tưởng nó là chiến dịch chống tham nhũng với đốt lò, đâu có phải. Nó là cái bài bản của Trung Quốc từ xưa đến nay là như vậy. Tức là luôn luôn có sự chấn chỉnh nội bộ, thanh lọc những cái đối tượng người ta cho là phe yếu thế. Thế thì theo tài liệu này người ta cho rằng chiến lược của những người lãnh đạo Trung Quốc chỉ một sớm một chiều đã có những thay đổi rất lớn. Nhưng có một điều họ không thay đổi, đó là mục tiêu chiến lược muốn nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc bậc nhất thế giới và thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc bá quyền nước lớn đối với các nước khác. Đó là lý do vì sao tài liệu của nhà xuất bản Sự Thật đã công bố tại hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1956, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói: chúng ta phải trở thành một quốc gia hàng đầu về phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp. Không thể chấp nhận rằng sau một vài chục năm, chúng ta vẫn chưa trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Quý vị thấy không ạ? Năm 1956 mà lúc đó Trung Quốc ăn không đủ, mặc không đủ ấm, vậy mà Mao Trạch Đông đã xác định là Trung Cộng sẽ trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới. Và đến bây giờ thì nó đã gần rồi. Quý vị thấy, về tiềm lực kinh tế của Trung Quốc là cũng ngang ngửa với Hoa Kỳ, chỉ có tiềm lực quân sự và những cái chiều sâu của các chính sách là không thể so được với Hoa Kỳ. Nhưng mà để điều đó, để chúng ta thấy rằng không hiểu cái ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, người ta học Trung Quốc, người ta toàn học cái mất dạy. Còn những cái mà chính sách phát triển kinh tế của nó chỉ trong vòng hơn 30 năm đã đưa Trung Quốc, như quý vị đã biết, từ một quốc gia nghèo đói, ăn không đủ, mà bây giờ trở thành một cái cường quốc đang lăm le đe dọa cái vị thế số 1 của Hoa Kỳ. Và sau đó tháng 9 năm 1959 tại hội nghị của Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói: chúng ta phải chinh phục cả trái đất, đó là mục tiêu của chúng ta. Đấy, tôi nói những cái điều để quý vị thấy Trung Quốc nó có những tham vọng lớn. Và Mao Trạch Đông đã từng nói: chúng tôi sẽ đưa 500 triệu nông dân tràn xuống vùng Đông Nam Á để đòi lại những cái lãnh thổ của Trung Quốc đã bị hải ngoại chiếm đóng. Quý vị có thấy không? Thế thì đánh giá cái vai trò vị trí của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc thì những người lãnh đạo Trung Quốc, người ta cho rằng coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần phải khuất phục, hơn nữa phải thần phục để thôn tính, với mục đích dễ bề đạt được cái lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Đó, quý vị thấy không? Đó là những cái điều mà người ta công bố từ lâu nay rồi, nhưng mà những cái tài liệu này đã trở thành các tài liệu được cho là của thế lực thù địch. Mà thực tế đây là cái tài liệu của nhà xuất bản Sự Thật, mà hoàn toàn là truyền thông nhà nước không công bố, đã từng công bố một lần và sau đó là giấu tịt đi. Và quý vị đã biết rồi, mục tiêu của Trung Quốc cần khuất phục Việt Nam, tiến tới thôn tính,
để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ. Điều đó để chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn luôn can thiệp vào cái công việc chính trị của Việt Nam. Họ tạo ra một ban lãnh đạo thần phục đối với Trung Quốc, bảo gì nghe nấy. Quý vị thấy trong cái tài liệu của Tổng cục Nam Bộ Công an, nếu ai chưa xem thì xem lại cái clip nói về những cái vấn đề mà người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng có thể là một cái nhân vật trần ích tắc mới, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong cái chiến lược của Trung Quốc thì Việt Nam với một mục tiêu của họ là phải thần phục được, khuất phục được ban lãnh đạo Việt Nam. Đó là lý do, thưa quý vị, chúng ta ngược trở lại những cái vấn đề mà trong cái cuộc chiến tranh chống Pháp hay là những cái cuộc gọi là chiến tranh kháng Mỹ v.v. thì luôn luôn Trung Quốc lợi dụng xương máu của người Việt Nam, và nhiều khi người ta cũng bán rẻ bán đắt xương máu của người dân Việt Nam vì cái lợi ích chính trị của họ. Mà điều này thì quý vị thấy nó thể hiện ở trong cái hiệp định Geneva năm 1954 là rõ ràng nhất. Bắc Kinh khi ấy chuyên cái nghề của nó, cũng như là Nam Bắc Hàn hay là Đông Đức Tây Đức cũng vậy, cứ phải chia đôi và biến Bắc Việt trở thành một bức tường thành bảo vệ cho đại lục. Thế rồi là đến một lúc nào đó, khi mà chính sách đối ngoại của họ thay đổi, họ bắt tay với Hoa Kỳ, thì lúc đó kể cả vào cái giờ phút cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là khi mà xe tăng của Bắc Cộng tràn vào trong Dinh Độc Lập, thì trước đó ông Dương Văn Minh đã có những gợi ý là liên lạc với sứ quán Pháp, đề nghị luôn là sẽ đứng ra làm trung gian để mời Trung Quốc có thể chấm dứt cái sự tấn công ồ ạt vào Sài Gòn của quân đội Bắc Việt. Thì quý vị biết rồi, Tướng Minh trong cái hồi ký ông nói là ông bảo nồi ra sáu thịt ra mấy chục năm rồi, thôi chấm dứt chiến tranh, thà đầu hàng còn hơn, chứ còn bây giờ để Trung Cộng nó vào thì lại tiếp tục lại phân chia, lại máu đỏ da vàng, là nồi ra sáu thịt tiếp tục. Nên đó là việc mà tướng Dương Văn Minh quyết định là đầu hàng, tại vì để tránh đổ vỡ mới đổ xương đổ máu của người Việt nhiều hơn như thế. Kể cả cái hiệp định Paris tháng 1 năm 1973 về Việt Nam cũng vậy, trong một cái tài liệu cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì người ta cho rằng như thế này, người ta nói kể cả Việt Nam rồi Thái Lan rồi Philippines, kể cả Indonesia rồi Mã Lai, người ta lại nói như thế này, thưa quý vị, là cái tham vọng của Trung Quốc nó ghê gớm đến như thế nào. Sau khi dùng chiến tranh đánh bại Trung Quốc, các nước đế quốc đã cướp đi nhiều nước phụ thuộc và một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc ở hải ngoại, đó là Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Lưu Cầu, quần đảo Bành Hồ và Lữ Thuận, Anh chiếm Miến Điện, Bhutan, Nepal và Hương Cảng, Pháp thì chiếm An Nam. Đấy, quý vị thấy, đồng chí anh em của Bắc Việt mà trong cái tài liệu năm 1939 dưới cái tên là Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Mao Trạch Đông viết như vậy. Cái cuốn sách đó được tái bản vào tháng 6 năm 1949. Nó nhận luôn An Nam thuộc Pháp là đất của Trung Quốc. Mà đến bây giờ, thưa quý vị, khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Nam, vào Đà Nẵng cứ bảo đây là đất của Trung Quốc. Chả có Việt Nam, mà Việt Nam ngày xưa là một tỉnh của Trung Quốc, bây giờ là tách ra tự trị, vân vân và vân vân. Chúng nó vẫn cứ tuyên truyền như thế. Vậy tại sao chúng ta lại phải mang ơn? Tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có những cái mà ông nói là hòa hiếu? Vì mà chúng ta có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc thì khó mà tồn tại. Kể cả trong việc cái chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc thì Việt Nam có vai trò như thế nào? Thì Trung Quốc khẳng định rằng việc Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, việc mất chủ quyền của Trung Hoa ở Đông Dương, Miến Điện và nhiều nơi khác, tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông đã viết mang tên Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản năm 1939 có viết,
Thì quý vị thấy rồi, đã giới thiệu trên, nói là Pháp chiếm Hà Nam là một cái lãnh thổ hải ngoại, rồi Miến Điện, Bhutan, Hương Cảng, vân vân và vân vân. Đó là lý do rõ ràng nhất là Mao Trạch Đông trong một cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963, có nói tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á. Rồi là Mao Trạch Đông có những cái phát biểu bậy bạ đối với lại Thái Lan. Thì quý vị biết cái thời gian đó là Đảng Cộng sản Thái Lan là toàn bộ là do Trung Quốc thao túng. Và Trung Quốc lẽ ra đã xóa sổ được Thái Lan rồi. Mà nếu Trung Quốc mà không xóa sổ được Thái Lan thì Cộng sản Việt Nam năm 1979 đã nhằm nhè là định nuốt đốt cả Thái Lan. Mà Mao Trạch Đông đã nói như thế này: chúng ta phải dành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore. Đây là một vùng Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, nó xứng đáng với sự tốn kém cần thiết của Trung Quốc để chiếm lấy. Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này. Lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô Đông Âu, và gió đông sẽ thổi bạt gió tây. Đó, quý vị thấy trong cái chiến lược Đông Nam Á thì Việt Nam nó cũng nó phải chiếm lấy. Nên là đừng có nghĩ là những cái mấy hòn đảo của chúng ta ở Trường Sa mà nó không đánh, nó đánh lúc nào cũng được, vấn đề là thời và cơ chưa cho phép. Vậy mà những cái phản ứng cần thiết như là kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cũng không làm dè dặt, với một cái phát ngôn rất vô trách nhiệm. Năm 2015 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi: nếu chúng ta mà có tranh chấp với bạn thì liệu có được yên ổn ngồi đây để bàn kế hoạch đại hội đảng không? Đó là phát biểu của ông Trọng trong cái giai đoạn trước thềm đại hội 12. Ông nói như vậy. Thế thì thưa quý vị, trong cái việc sử dụng cái lực lượng Hoa Kiều thì nó là một cái chủ trương xuyên suốt của cái nhà nước Trung Hoa trước đây, Trung Hoa Dân Quốc của ông Tử Giới Thạch. Rồi sau này là được sự chuyển tiếp của chính quyền Bắc Kinh. Và người ta coi cái lực lượng Hoa Kiều là một cái lực lượng hết sức quan trọng. Và người ta hướng tới xây dựng, ví dụ như ở trường hợp Singapore thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Nghị, ngày xưa là Trần Nghị thưa quý vị, không phải Vương Nghị bây giờ, có một chủ trương như thế này: Singapore có trên 90% là người Trung Quốc, trong số dân hơn 1 triệu người thì 90 vạn là người Trung Quốc, cho nên Singapore hoàn toàn trở thành một quốc gia do người Trung Quốc lãnh đạo. Và bây giờ quý vị thấy đâu, người Trung Quốc đã lãnh đạo ở tất cả quốc gia như Thái Lan chẳng hạn, mà người đứng đằng sau cái cuộc biểu tình rầm rộ ở Thái Lan ngày hôm nay, mà thậm chí yêu cầu là phải cải tổ hoàng gia, lại là một người gốc Hoa. Ở đây tôi không nói ông Thaksin Shinawat, mà tôi nói tới ông Thanaton, một lãnh tụ của cái đảng Hy vọng mới, xin lỗi, cái đảng Tương lai mới, mà ông này đã bị chính phủ quân sự truất quyền trong cái cuộc bầu cử hợp hiến vào đầu năm 2020 vì liên quan những vấn đề tài chính không minh bạch. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, trở lại một cái phát biểu nữa của ông Ngô Đình Nhu khi nói về cái vấn đề Hoa Kiều ở Sài Gòn. Cái lúc đó thì cái chính quyền của ông Ngô Đình Diệm khi ấy là cũng đau đầu vì cái chính sách Hoa Kiều. Mà ở Việt Nam thì quý vị nhớ năm 1978 là có một cái gọi là Trung Quốc nó tố Việt Nam và nó gây giấy lên một cái gọi là phong trào nạn Kiều, quý vị biết rồi. Là một cái chính sách của ông Lê Duẩn lúc ấy là đuổi hết người Hoa, vì ông bảo cái bọn người Hoa ở lại thì bọn ấy chỉ có hoạt động gián điệp. Tuy nhiên những cái quyết định của ông Lê Duẩn thì cá nhân tôi cũng cho là nó quá nóng vội. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh mà Trung Quốc nó ép như vậy, ông Lê Duẩn đã phải cho người buổi đêm đi gõ cửa rồi ném những cái truyền đơn vào trong nhà người Hoa, dọa phải đi, rồi là tổ chức cho người ta ra đi. Đó là lý do
ở Hà Nội hiện nay gần như là vắng bóng người Hoa, còn lại số rất ít, còn tất cả là người ta đi hết. May mà cái những cái vụ việc đó ở trong miền Nam nó xảy ra vào cái thời kỳ mà người Hoa người ta cũng vượt biên nhiều, nên là không thấy hệ quả. Thế nhưng mà quan điểm của tôi, người Hoa người ta kinh doanh rất giỏi. Ở quốc gia nào nắm vấn đề kinh tế hầu hết là người Hoa. Nên là cái chuyện vắng bóng người Hoa ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Hải Phòng, nó cũng là những cái thiệt thòi. Thế thì ông Ngô Đình Nhu có nói như thế này: sự mất còn của miền Nam ngày nay đã trở thành sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Đó là tất cả các nỗ lực chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, cho sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, cũng như để cứu dân tộc này khỏi thống trị. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, vào cái năm 1950, sau khi mà Trung Cộng đã giải phóng được toàn bộ đại lục và chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch thì chạy ra Đài Loan, thì lúc đó những người Hoa ở Việt Nam, thưa quý vị biết rồi, những người ở khu vực phía Nam biết, người ta vẫn là Hoa Kiều chứ không phải là người Việt gốc Hoa. Và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thời đó tuyên bố tất cả các người Hoa nước ngoài đều là công dân của Trung Quốc, và Trung Quốc có quyền can thiệp vào lãnh thổ của các quốc gia để bảo vệ quyền lợi của công dân của họ, tức là sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ cho Hoa Kiều. Đó có lẽ là lý do mà vì sao ông Duẩn cái thời năm 77-78 ông nghĩ đến cái chuyện mà vớ vẩn là nạn Kiều như thế thì rồi là Trung Quốc nó can thiệp. Nhưng mà thực ra là theo cái vấn đề lịch sử thì đó là cái chủ trương của Trung Hoa Dân Quốc thôi, chứ Trung Quốc sau này những năm 50 của thế kỷ trước thì người ta cũng không công nhận cái chuyện mà Hoa Kiều nữa. Đó là lý do người ta đưa ra một cái gọi là chiến thuật mô hình sử dụng Hoa Kiều như là tằm ăn lá. Tức là người ta, Trung Quốc nó có kiểu nó cứ đưa dân tới rồi tạo thành một cái lực lượng có thế lực kinh tế, rồi dần dần là nắm giữ các vấn đề liên quan đến chính trị. Mà quý vị thấy cái trường hợp của Lê Thanh Hải là một cái ví dụ điển hình. Lê Thanh Hải cũng lớn lên ở đất của người Hoa, rồi là trở thành một cái lãnh tụ, làm tới chức là ủy viên Bộ Chính trị mà bí thư Thành ủy Sài Gòn. Mà đến bây giờ có muốn bắt Lê Thanh Hải cũng không bắt được. Thế thì còn cái về cái vấn đề mà chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với người Hoa, thời đó là ông Diệm cũng làm một quyết liệt lắm, thưa quý vị. Ông Diệm đã đưa ra hai biện pháp phối hợp triệt tiêu tận gốc có nguy cơ người Hoa định tự trị ở Chợ Lớn, bằng cách là ông xóa bỏ và thay đổi hành chính cũng như địa giới. Người ta cho rằng ngày xưa, cái thời thập niên 50, đầu thập niên 50, thì lúc đó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Chợ Lớn. Tỉnh Chợ Lớn người ta cho rằng khác với thành phố Chợ Lớn. Thành phố Chợ Lớn này là do Pháp thành lập từ năm 1899 với nhiều quận huyện. Nhưng mà tỉnh Chợ Lớn thì lại là một cái tỉnh khác. Và dân số Chợ Lớn cái thập niên đầu thập niên năm 1950 là có khoảng 1 triệu dân, thì bao gồm là người Việt và người Hoa, nhưng mà đa số là người Hoa. Thế thì đến năm 1956 thì ông Ngô Đình Diệm cũng như ông Ngô Đình Nhu đã phát hiện được các cái âm mưu định tự trị, đặc biệt là người Hoa ở tỉnh Chợ Lớn, khi mà người Hoa ở đây vẫn là Hoa Kiều mang quốc tịch Trung Quốc. Và đặc biệt cái cộng đồng người Hoa ở đây có cái sự liên hệ chặt chẽ về gia đình buôn bán với cái cộng đồng người Hoa ở Singapore. Thế mà quý vị biết rồi, ông Diệm đã nhận thấy cái bài học của Hoa Kiều ở Singapore, mà phần lớn là các thành viên của cái nhóm Tam Hoàng, và cái lực lượng này ở miền Nam cũng không thiếu, đặc biệt là khu vực Chợ Lớn, tức là tổ chức một cái thế giới ngầm. Đó là lý do vì sao ông Ngô Đình Diệm đã quyết định ra tay sử dụng hàng loạt biện pháp chống lại cái sự tự trị của người Hoa. Nổi bật có hai cái động tác chính như thế này, thưa quý vị. Đó là ông Diệm công bố hàng loạt nghề kinh doanh chỉ dành cho người Việt Nam,
cấm người nước ngoài không được hành nghề. Mà ông Diện thời đó là chọn đúng những cái nghề mà Hoa Kiều làm thao túng, nắm giữ, là ông Diệm ông cấm luôn, với mục tiêu là ông Diệm ép người ta là phải từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để trở nhận thành cái quốc tịch của Việt Nam. Thì lúc ý chính quyền mới có thể điều khiển hoặc chi phối đối với họ. Thế thì thưa quý vị, người Hoa thì người ta sống chủ yếu là bằng nghề buôn bán, mà ông Diệm ông cấm 11 ngành nghề mà toàn cái nghề độc quyền của người Hoa, như là buôn bán cá thịt, buôn bán tạm hóa, buôn bán than củi, rồi buôn bán vải tơ lụa, buôn bán sắt đồng, nhà máy xay lúa, buôn bán ngũ cốc, chuyên chở hàng hóa bằng xe hơi hay tàu thuyền, rồi những cái nhà môi giới, cấm luôn không cho làm, để ép những cái người Hoa đó phải gia nhập quốc tịch Việt Nam, xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, người Hoa lúc đó cái tiềm lực của họ cũng hết sức mạnh. Và năm 1957 vào mùa hè, người Hoa vùng Chợ Lớn đã đóng cửa, tức là bãi khóa, bãi thị, rồi sau đó là bãi chợ. Và nó còn chơi một cái kiểu là rút tiền ra khỏi ngân hàng. Thì quý vị biết những nhà buôn người Tàu là nó giàu, trong một cái thời gian ngắn người ta rút đến 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, tức là bằng tổng số 17% tiền tệ đang lưu hành trên thị trường miền Nam lúc đó. Và những đồng tiền đó được rút đi rồi đi đâu không ai biết cả. Nó đã tạo nên cái thương mại ở khu vực Chợ Lớn nói riêng và miền Nam nói chung đình trệ. Có tới 6.000 cửa hàng của người Hoa đóng cửa, 200 người mất việc. Rồi là Hoa Kiều phụ trách các cái ngành vận tải hàng hóa, đó là chủ các cái hãng vận tải đã đình công. Và người ta cho rằng lúc đó nông sản ở miền Nam Bộ lúc đó là ứ, nhưng mà không có phương tiện vận chuyển, không có người bốc dỡ gạo. Và lúc đó nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa người ta đánh giá là tưởng chừng sụp đổ. Và sau đó chính quyền Bắc Kinh đã phản đối Việt Nam Cộng Hòa, cho là đó là sự xâm phạm tàn nhẫn các quyền hợp pháp của người Hoa. Nhưng mà được cái may là ông Ngô Đình Diệm không nao núng, kiên quyết thực hiện các chính sách cấm của ông. Và kết quả, cái sự cứng rắn của ông Ngô Đình Diệm đã giành được thắng lợi, đó là 99,8, tức là 990.800 người Hoa lúc đó đã tự nguyện xin nhập quốc tịch Việt Nam, tức là 99,8%, còn có 0,2% là dứt khoát không gia nhập quốc tịch Việt Nam và bỏ Việt Nam đi sang quốc gia khác. Quý vị thấy không? Ngày xưa cái thời ông Diệm mà ông đã nhìn nhận ra các cái nguy cơ của Trung Quốc, mà đến bây giờ chúng ta so sánh để thấy là chính quyền Hà Nội hiện nay không những không có những biện pháp để chống cự, mà lại càng ngày càng ngả vào Trung Quốc hơn. Gần như là gọi là một lũ tay sai thì không có cái gì là quá mức, mà người ta cho rằng là chọn được một cái ban lãnh đạo như Hà Nội hiện nay, thần phục Trung Quốc như hiện nay, thì Trung Quốc chả cần phải làm gì. Nó cứ muốn gì là Việt Nam cứ đâm rắp tuân theo thôi. Phần trên thì quý vị đã biết cái vai trò Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc, vai trò của Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc thì chúng ta biết rồi. Vậy mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại vẫn luôn luôn phải mang ơn với Trung Quốc và không dám có các cái quyết định chúng ta gọi là cứng rắn? Nó là một đặc trưng của một quốc gia có chủ quyền. Làm gì có chuyện Trung Quốc đưa tàu, đưa các giàn khoan vào cái lững lờ chạy trong vùng lãnh hải Việt Nam mà không hề lên tiếng gì cả. Mãi về sau này quý vị thấy 4-5 năm sau, trước kia thì gọi nó là tàu lạ, nó đâm tàu cá của ngư dân mình, nó bắt, nó đánh, nó đập, không hề phản ứng. Báo chí truyền thông nhà nước lại chỉ nói là tàu lạ, không dám nhắc tên Trung Quốc. Rồi là khi người ta gây sức ép đối với các giàn khoan của Việt Nam mà liên doanh của Việt Nam với các nước, nó cũng phá, nó phá bằng được, mà cuối cùng là cũng cam chịu.
Và đặc biệt là có một cái hành động, thưa quý vị, người ta nghi ngờ trong cái việc kỷ luật cái ông đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến, rồi quy là cho ông ấy bán đất bán đai gì đấy, kỷ luật ông cách chức, rồi là khởi tố. Trong khi đó quý vị cần phải biết rằng là tướng Nguyễn Văn Hiến là một sĩ quan tác chiến tốt nghiệp ở Liên Xô, được đánh giá là có cái trình độ chỉ huy tác chiến trên biển là rất giỏi. Mà tại sao Việt Nam đang có vấn đề căng thẳng trên Biển Đông mà lại lôi cái ông đô đốc hải quân, đánh rằng là ông ấy cũng sai phạm trong cái việc bán đất gì đó, đất của bị là quân chủng hải quân. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó còn nhiều chỗ chứ, kể cả Phạm Nhật Vượng còn làm đủ cả cái dọc cái chỗ Ba Son mà có ai làm gì đâu, mà lại nhắm vào cái ông đô đốc hải quân. Nó có dụng ý gì không? Cái việc kỷ luật đó là nó có lợi cho ai? Mà tại sao ông Ngô Đình Diệm ngày xưa ông còn cách trở miền Nam, lúc đó là cách với biên giới của Trung Quốc 600-700 cây số, mà ông đã cảnh giác cao như thế rồi. Thế còn chúng ta bây giờ thì đó, một người tổng bí thư bị bệnh mà lại là bác sĩ Trung Quốc sang chữa ở bệnh viện 108 thì quý vị biết rồi, thì là mạng sống của ông là trong tay của Trung Quốc chứ còn gì. Nhưng ai biết về Đông Y thì bây giờ là bác sĩ Đông Y sang xoa bóp sau khi mà cái sự cố của ông Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Kiên Giang, ông bị tai biến mạch máu thể nhẹ, nhưng mà nhờ bác sĩ Trung Quốc sang và điều trị cho ông, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng là ông đã phục hồi và ông đã được ngồi ở trên xe để rồi ông đeo dây an toàn. Quý vị biết rồi, cái việc mà ông xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 5, mà tính mạng của một cái lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng mà lại đặt vào tay kẻ thù thì quý vị nghĩ thế nào? Phải có sự tin tưởng họ lắm thì mới dám chứ, đúng không ạ? Ví dụ như ông Ba Dũng chẳng hạn, có thách kẹo cũng chả dám cho bác sĩ Trung Quốc nó sờ vào người. Thế thì thưa quý vị, cái việc của ông Ngô Đình Diệm với chính sách người Hoa, trong cái chính sách thứ nhất là cấm người Hoa làm các cái nghề mà là chuyên môn sở trường của họ, để buộc họ phải nhập quốc tịch. Rồi Trung Quốc phản đối, nhưng mà ông Diệm cũng không ngại ngùng. Với mục đích từ ông Ngô Đình Diệm lúc đó ông xác định như thế này, thưa quý vị. Ông bảo người Hoa mà đã có quốc tịch Việt Nam rồi thì chả có cái lý do để đòi tự trị cả. Mà quý vị biết là cái vùng đất miền Nam ngày xưa thì người Minh Hương người ta vào có khi còn trước người Việt mình. Người Việt mình là nhờ công ơn của Nguyễn Ánh, rồi là làm cỏ luôn cả cái vệt ở cái khu vực Nam Bộ với lại miền Tây vân vân. Chứ còn thực ra người Việt mình còn đến sau người Minh Hương. Cái vấn đề thứ hai đó là ông Diệm cũng lại ra một cái chính sách quái oăm như thế này. Phải nói là cụ Diệm cũng cao minh. Cụ tháng 12 năm 1955 thì ông Ngô Đình Diệm lúc đó là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đã ký một cái đạo dụ quy định về Bộ Luật Quốc tịch Việt Nam. Thì trong cái điều 12 ghi rõ con chính thức mà mẹ là người Việt, cha là người Hoa, nếu đẻ ở Việt Nam thì phải là người Việt Nam. Đó. Thì lúc đó là người Hoa người ta phẫn nộ, rồi là người ta kêu gọi Tử Giế Thạch với cái hy vọng là sẽ can thiệp để phải chấp nhận. Thế và sau đó ông Diệm đã sửa đổi lại Bộ Luật Quốc tịch là Hoa Kiều Thổ Xanh, tức là sinh trưởng tại Việt Nam sẽ là người Việt Nam, bắt buộc phải nhập và khai quốc tịch Việt Nam, hoặc nếu không chịu nhập tịch thì có thể hồi hương về Đài Loan trước ngày 31 tháng 8 năm 1957. Đấy, thưa quý vị, cứng rắn thêm. Trước kia chỉ có quy định về cái việc mà con mà vợ là người Việt Nam rồi Hoa, bố là người Hoa thì phải quốc tịch Việt Nam. Bây giờ ông nói người Hoa mà đẻ ở Việt Nam bắt buộc phải vào quốc tịch Việt Nam, và nếu không thì đuổi về Đài Loan. Và chính quyền sẵn sàng cấp 400 đồng để cho người ta hồi hương, tức là chính phủ trợ giúp cho tiền đi về Đài Loan mà ở.
Ở đây chúng tôi muốn nói đến, không phải tôi ca ngợi công ơn gì của ông Diệm cả, nhưng mà những cái nhà lãnh đạo người ta có tinh thần dân tộc phải như thế, phải tiêu diệt được những cái mối họa của quốc gia, thưa quý vị. Chứ không phải là bây giờ quý vị thấy phên rậu mà người Trung Quốc vào Việt Nam không giấy tờ, nó ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Mà cái đợt đại dịch Covid-19 lần thứ hai thì lúc ấy mới té ngửa ra, tôi chết rồi, nó vào kiểu này thì còn gì là nước. Rồi là nó còn mua những cái khu đất có cái vị trí đặc biệt trong cái vấn đề quốc phòng, thì quý vị biết rồi. Rồi nó còn tống tiền cho FLC của Quyết Còi mua dọc giải miền Trung, những cái vị trí nào mà là vị trí chiến lược nó mua hết, dưới danh nghĩa là xây dựng các cái resort, rồi xây dựng các cái khu thể thao, rồi các cái sân golf, vân vân và vân vân. Quý vị thấy, ngày xưa tôi xin nhắc lại, tức là Việt Nam Cộng Hòa cách biên giới với Trung Quốc 6-700 cây số, đó là tôi tạm tính từ cái cầu Hiền Lương mà lên cái đường chim bay lên cái biên giới Việt Nam Trung Quốc, mà người ta còn cẩn thận như thế. Thế và kết quả, thưa quý vị, những cái sắc lệnh của ông Ngô Đình Diệm trong việc đầu tiên là thay đổi cái địa giới, rồi cái tên Sài Gòn Chợ Lớn, rồi xóa bỏ cái tỉnh Chợ Lớn, vân vân và vân vân, thì đã tạo nên sự ổn định. Nhưng mà về sau này ông Diệm thì ông thất bại vì cái vấn đề chính sách Phật giáo vân vân, thì trong cái khuôn khổ bài nói chuyện này chúng tôi không đề cập đến. Nhưng mà để thể hiện đó, khi mở đầu bài nói thì chúng tôi đã nói các cái phát biểu của ông Ngô Đình Nhu, ông đã nói về cái tai hại của Trung Quốc mà ông nhìn nhận đến ngày hôm nay, thì quý vị đã thấy nó diễn ra như thế nào. Trước động thái của Quốc hội Trung Quốc như thế thì không ai dám chống lại Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là tự giác luôn làm người tử tế. Vấn đề chúng ta phải thừa nhận với nhau, thưa quý vị, độc lập tự chủ trước một người láng giềng khổng lồ mà tham lam như Trung Quốc, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta lại cùng ý thức hệ, mà cái ý thức hệ của người ta với ý thức hệ Trung Quốc được thế giới coi là những ý thức hệ phản động, đúng không ạ? Hầu như họ không tìm kiếm được các đồng minh thân cận một cách thực sự. Nếu người ta không bấu víu vào Trung Quốc thì làm sao người ta tồn tại được. Do đó điều này hôm nay chúng tôi nói với quý vị, đó là cái vấn đề Việt Nam thực sự không có độc lập mà hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Cộng. Tất nhiên cái sự rời xa của Việt Nam trong lúc này và tiến tới Hoa Kỳ gần hơn chút xíu, nó chỉ là một cái vấn đề chiến thuật, nó không phải là một cái vấn đề mang tầm chiến lược. Nó chỉ có như thế này thôi. Và Cộng sản Hà Nội người ta vẫn liên tục là đu dây, cứ qua ông kia một tí rồi đẩy sang ông này một tí. Và người Mỹ cũng rất khó chịu trong vấn đề đó, nhưng mà người ta đã biết kiềm chế, người ta đã biết kiên nhẫn. Chứ còn người Mỹ là không hài lòng với cái chính sách đối ngoại của Việt Nam, tôi khẳng định với quý vị. Thưa quý vị, nói tóm lại, thoát chung là một đề tài được nhiều kinh tế gia cũng như giới phân tích chính trị Việt Nam trong và ngoài nước bàn thảo vận động, đặc biệt là cái tình trạng phụ thuộc của Việt Nam và Trung Quốc không chỉ ở cái lĩnh vực kinh tế mà kể cả chính trị. Như quý vị đã biết, sau đời 13, một cái bàn lãnh đạo mới gây một cái sự lo ngại cho dư luận xã hội cũng như đa số người dân Việt Nam, đó là những gương mặt trong bộ tứ hoàn toàn là các nhân vật thân Trung Quốc, và điều đó người ta đã lo ngại nó sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với vấn đề an ninh chính trị của Việt Nam, không chỉ trước cái tình trạng đóng băng của kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mà đặc biệt sau đợt 13 với cái dàn nhân sự lãnh đạo như chúng tôi vừa kể có những cái thái độ tỏ ra hết sức quỳ mọc đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, một cái dẫn chứng cụ thể chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là sau một cái thời gian dài mà người ta im mắng về cái dự luật đặc khu,
thì mới đây nhất ngày 26 tháng 3 năm 2021, thì truyền thông nhà nước đã dẫn một cái phát ngôn của ông Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm các cái vấn đề xã hội của Quốc hội, đã công khai nói về cái vấn đề dự luật đặc khu mà trước đây đã bị Quốc hội Việt Nam bãi bỏ. Mà cụ thể, ông Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm ủy ban các cái vấn đề xã hội của Quốc hội, đã thẳng thừng nói các đặc khu kinh tế bây giờ là đầu tàu của đất nước. Theo đó, ông Bùi Sĩ Lợi cho rằng Quốc hội khóa 14 có vấn đề đặc khu. Đây là mô hình đầu tàu có thể dẫn dắt cái nền kinh tế của Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái ngược nhau, và có những ý kiến mà theo ông Bùi Sĩ Lợi cho rằng người ta đã quá nghi ngờ cái việc xây dựng ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc có thể dẫn đến việc Việt Nam sẽ nhượng đất cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, đó chính là lý do mà giới phân tích đã nhìn nhận và cho rằng đó là những chỉ dấu cho thấy ban lãnh đạo Hà Nội họ vẫn cương quyết triển khai dự án đặc khu tại ba cái vị trí vừa kể. Nhất là chính phủ Việt Nam tới đây sẽ được dẫn dắt bởi một tân thủ tướng thân Trung Quốc, thậm chí còn hơn Nguyễn Phú Trọng, đó là ông Phạm Minh Chính. Và đó là lý do vì sao giới phân tích lo ngại dự luật đặc khu sẽ sớm được mang ra ban thảo rồi sẽ thông qua một cách chính thức tại phiên họp Quốc hội thứ nhất của Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 6, tháng 7 tới đây. Và điều đó, thưa quý vị, trên thực tế thì hai trong số ba các cái đặc khu đó là Vân Đồn và Phú Quốc, người ta đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và bắt đầu đưa vào khai thác. Ở đây chúng tôi cũng cần phải nhắc lại với quý vị, vào tháng 6 năm 2018 thì có một cái sự phản ứng dứt khoát của người dân Việt Nam với những cái cuộc xuống đường của hàng vạn người. Đó chính là lý do vì sao 85% các đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải lùi cái dự luật đặc khu lại. Theo đó, sở dĩ công luận phản đối kỷ luật dự luật đặc khu với một cái lý do rõ ràng, đó là điều luật này có quy định cho nhà đầu tư Trung Quốc thuê đất tới cái thời hạn lên đến 99 năm và người dân có cơ sở để người ta phải quan ngại về cái việc Trung Quốc đứng sau việc hình thành ba đặc khu tại Việt Nam, mà tác giả không ai khác chính là tân thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu quý vị biết rằng tại cái thời điểm đầu năm 2018 thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong những cái phiên thảo luận về dự luật đặc khu đã nói ở đây chúng ta không phải bàn về cái dự luật đặc khu mà chúng ta chỉ bàn về làm thế nào để triển khai, vì Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về dự luật đặc khu bắt buộc phải thông qua. Thậm chí khi có các cái phản ứng của người dân trong các cái cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cương vị Chủ tịch Quốc hội đã nói một cách trắng phớ rằng một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, một số quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị, điều đó để quý vị thấy rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội họ quyết tâm đưa ba đặc khu vào khai thác và để cho nước ngoài thuê trong cái thời hạn tới 99 năm. Chỉ đáng tiếc là đa số người dân Việt Nam của chúng ta hiện nay không hiểu được bản chất của sự việc, thậm chí có những vấn đề người ta ngộ nhận hiểu nhầm, mà theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân thấy là không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị thế lực thù địch lợi dụng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thưa quý vị, chưa hết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn bày tỏ rằng tới đây Quốc hội sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian thông qua dự luật đặc khu để đảm bảo cho việc xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều này để quý vị thấy thái độ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội đi ngược với ý chí và nguyện vọng của người dân Việt Nam. Đó chính là vì lý do vì sao trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi đã nói về cái việc Việt Nam cần phải tập trung, phải giảm sự lệ thuộc về kinh tế cũng như chính trị vào một cái
anh láng giềng khổng lồ phương Bắc, để lấy lại sự độc lập tự chủ cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng cho Việt Nam. Nhưng thưa quý vị, cái điều này chắc là khó. Nếu quý vị nghe cái phát biểu của nhà phân tích chính trị Việt Nam ông Vũ Hồng Lâm khi khẳng định quan hệ Việt-Trung trong gần 2.200 năm lịch sử, nó đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi. Có những lúc Việt Nam đã trở thành một quận huyện của Trung Quốc, mà có những lúc Việt Nam lại phụ thuộc vào Pháp lấn lướt được Trung Hoa. Có lúc Việt Nam chịu thân phận Trung Quốc, nhưng có lúc lại liên minh với Liên Xô để đối đầu chống lại Trung Quốc. Và mỗi giai đoạn như vậy, trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội cũng như phía Bắc Kinh, họ đều có các cái quan điểm khác nhau. Mà việc Việt Nam có phe nhấn mạnh cái điểm đồng thuận, có phe thì nhấn mạnh đối với cái điểm dị, thì phía Trung Quốc có phái coi Việt Nam là những kẻ là anh em bạn bè, nhưng cũng có phái ở ban lãnh đạo Bắc Kinh người ta xem Việt Nam như những người ngoài. Tuy nhiên theo nhà phân tích Vũ Hồng Lâm, xuyên suốt 22 thế kỷ thì tương quan vị thế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn mang một hằng số, và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có thể ví như quan hệ của một con người và một con chip mà gắn vào thân thể người đó. Và điều đó nó dẫn tới những cái hệ lụy, đó là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh không thể rời nhau được. Nhưng một cái điều đó là ban lãnh đạo Trung Quốc hàng ngàn đời nay họ không thể đồng hóa được người dân Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV về cái vấn đề tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội lại lệ thuộc vào Trung Quốc một cách quá mức, và tiền nhân của chúng ta đã thoát Trung và chống lại Trung Quốc như thế nào, xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi đến phút cuối, và đề nghị quý vị hãy tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu kênh KTV 1 tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam, để mọi người có thể theo dõi và hiểu rõ về cái hiện tình chính trị Việt Nam hiện nay như thế nào. Và đề nghị quý vị có những cái vấn đề mà quý vị quan tâm cần chúng tôi phân tích chi tiết, quý vị hãy gửi những cái ý kiến trong phần comment tới chúng tôi. Và quý vị có thể đặt các cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc trên cái trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời với quý vị trong cái thời gian ngắn nhất. Một lần nữa, Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.